Anh uống cà phê hả anh? Cho anh hai cốc cà phê, nhưng chỉ được tính tiền một. Ai ốt mà. Anh, cà phê của anh. Không của tao, chắc của mày. Em ơi, thanh toán. Anh ơi, của anh 50 ngàn. Dọn đi cho anh. Sa lam chỏa nhá, sa lam chỏa. What? Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, anh làm sao không? Hả? Tao khiến mày à? Ai ốt mà. Ờ, chú papi mù nhanh nhớ. Ờ, mù nhanh nhớ. Ờ. Hello anh. Đi muộn, phạt. Phạt mà nói to thế. Giọng anh nhẹ tựa cân đầu vân, nhưng giữa hai chân lại dài 2 mét. Ai ốt mà. Ok đấy anh ạ. Gọi em là bờ đê, vì gần anh em chỉ có mê và xả lũ. Anh ơi, cho em xin về sớm nhá. Mày về sớm ăn 3 vạn à? What? Chào anh, em đến đây sửa ống nước. Mày sửa kiểu Việt hay là kiểu Kimochi ư? Ống nước bị sao hả anh? Nó chả bị làm sao cả. Anh gọi mày đến cho vui. Ai ốt mà. Anh ơi, ngoài kia có thằng bắt nạt đây ạ. Đâu? Thằng nào? Anh đóng cửa làm gì đấy? Đóng, sợ nó chạy vào đây. Ai ốt mà. Mày bắt đạt em tao đúng không? Đúng, là tao, thì là mau. Thì kệ mày. Hả? Ai ốt mà. Anh để nó bắt nạt em thế à? Hip hop tí gì mà căng. Hả? Mục đích mà đến tìm ta làm gì? Bí mật. What? Mày nhìn đẻo tao á? Tao ngứa mắt rồi đấy. Ai ốt mà. Anh à, anh đã đỡ ngứa mắt chưa?